Cháu Thành xin chào ông bà, cô bác và anh chị đến với nội dung tiếp theo trên kênh Thành Mai Tây Bắc. Cháu chào chú. Cháu Thành đang có mặt tại nhà chú Sinh. Hôm nay cháu Thành đến đây, cháu Thành có thông báo cho chú Sinh là vài hôm nữa là có cửa rồi, thì chú phải ở nhà nhá. Tết là cận kề đến rồi, sợ là mấy hôm nữa là cháu mang cửa lên lại không thấy chú đâu. Không đâu đấy, anh em là mời đi uống rượu thì cháu không biết tìm chú ở đâu đâu đấy. Hai người xuống dưới ủy ban lấy tiền lấy quà. À, thứ hai là chú đi xuống dưới ủy ban là nhận quà Tết. À, chú Sinh là chú có mang cái miếng cửa cũ ở dưới chỗ nhà cũ kia. À, chú lên đây là chú có đậy vào bên cửa bếp này để tạm thời. Trong nhà chú Sinh chú có lấy ngói chú bịt kín kiểu này rồi thì gió thì không sợ lạnh. À, chú Sinh chú lại kê giường kiểu này à? Ngủ bên kia là như chết. Ú theo mình, hai thằng theo mình kia mà. À, chú Ú bước lên đây chú bảo như thế không được à? Như thế kia Ú với thằng hôm nay không thấy nó ở nhà, sáng mình mang dưới mười sáng không thấy. À, chú Ú bảo, chú bảo là cái giường để như kia là như kiểu người chết. Đúng rồi. Rồi cháu cũng quên đấy, không để ý. Thằng Ú hai thằng theo ông em mình kia đây. Vâng. Đúng rồi, kê kiểu này như thế mới đúng này. Đúng rồi, như tốt thế ở bên kia đấy. Thế chú ngủ ở cái nhà này có thấy lạnh không? Không lạnh đâu. Nóng chứ. À, ngủ nóng à? Đợt này Tết thì nhiều việc quá chú Sinh ạ. Lên mưa gió nhiều nữa. Lên bây giờ các công trình là các thợ kia là họ nghỉ hết rồi chú ạ. Rồi nghỉ Tết mà. Cửa sắt này họ cũng nghỉ Tết rồi. Bây giờ còn mỗi cửa gỗ của chú kia thì đã đặt chú từ trong trong trưa đến Tết rồi. Cháu đã đặt chú từ lúc xong nhà của chú ấy. Có đến Tết có rửa lắp cửa không? Chú bà đến Tết thì được lắp chú ạ. Rồi. Chú bảo là quen đấy, chú mới làm đấy, không thì chú bảo là cũng nghỉ Tết thôi. Rồi. Bây giờ họ mời đi ăn Tết nhiều quá rồi. Ăn Tết thì có người đi ăn hết mà. Vì ở trong xã, trong làng của cháu Thành ấy, mọi người là cứ tầm là 20 trở đi là mọi người đã nghỉ Tết rồi, chú Sinh ạ. Nghỉ Tết là mọi người là mổ lợn, mọi người mời nhau đến nhà để ăn cơm uống rượu để chúc Tết. Từ bây giờ trở đi là họ nghỉ rồi chú Sinh ạ. Nghỉ là mọi người là sắm Tết. Nhiều nhà họ xây muộn như nhà chú ấy đã lắp được cửa đâu. Vì sát Tết này họ không làm đâu chú ạ. Họ còn đi sắm Tết, họ còn đi về quê với đi chúc Tết anh em nữa cơ. Cái đèn năng lượng này có sáng không chú? Sáng chứ. Sáng. Ở dưới có sáng không chú? Sáng. Thế cháu cài đặt chế độ là tự động rồi, tối nó tự sáng hay là chú bật? Tối nó khác sáng mà. À, tối nó khác sáng à. Thế là có sáng lâu không chú? Lâu chứ. Ui, sáng nhìn thấy hết. À, chú Sinh đã khuân củi vào trong đây rồi. Khuân củi đâu đây để đun nấu dần. Mình chú Sinh ở thì không đun nấu nhiều đâu. Mỗi lần chỉ đun một chút thôi. Khu này là khu chặn bát của chú đây. Đây cái lồng bàn là chú Sinh đậy rồi. Đậy thức ăn thừa đây. À, chú Sinh là có cá khô đây. Chú Sinh ăn uống phải rửa chú Sinh ạ. Rửa đấy, sáng mình ăn cái miến cứ loại đây. À, miến hôm nọ cháu mua lên cho chú đấy ạ. Có ăn mì tàu chứ mình đi chợ mua mì tàu. Mì tàu đó. Thế chú chưa vây lưới để trồng rau à? Chưa làm. À, gạo của chú Sinh chú kê lên chưa? Chưa, để đây. Đây à? À, thế chú kê lên rồi chứ? À, đây chú Sinh là chú có chặt một miếng gỗ là chú kê gạo lên rồi. Hôm nay là cháu Thành cháu ở nhà lên thôi, nên là cháu không xuống dưới chợ là cháu mua cái thùng đựng gạo cho chú Sinh. Rồi, không có thùng với rổ nữa. Để hôm nào cháu mua lên sau chú ạ. Đúng rồi.
Con gà chú đã thả chưa? Chưa thả đâu. Nó từ hôm đấy đến giờ hả chú? Ở bên trong thì ở nhà nuôi thôi, nuôi nước chứ. Tối chú thả đi. Dạ, tối thả đấy. Rất lâu quá gà gầy đấy. Gà còn khỏe không chú Sinh ơi? Cháu Thành xem gà nào. Vâng. Đây gà biết là ngủ trên cái cây này cho đỡ lạnh chân rồi. Bốn con gà vẫn còn khỏe. Chú Sinh, chú mới chặt cái côn này để lợp lại mái chuồng gà. Đấy, phải làm như này chắc chắn đây này. Sau này cho cái ổ gà trên này chú ạ. Cho gà nó đẻ ạ. Sao chú không lấy cái ly lông kia để vây cái chuồng gà cho nó kín? À, nhìn lông ấy. Dạ. Yeah. Vây xung quanh này, không lạnh con gà quá chú ạ. Rồi, tối thì phải làm cho nó lên. Đây, chỗ bến giờ của chú Sinh thì rất tiện lợi luôn rồi. Đây là ở bên ngoài. Bên ngoài là chú rửa ráy tắm rửa ở đây. Không thì tắm bên trong cũng được. Trong ngoài cũng được hết. Chú Sinh là có để cái xào quần áo ở đây, để phơi quần áo ở đây. Có người qua đường không tắm. Có người qua đường là không tắm à. Đây chú có vứt rác bên này, lâu lâu là phải đốt. Có người qua đường thì lại tắm ở bên trong. Nó có lòng sân bố luôn kia hết mà. Vâng. Mấy hôm nay có ai mời chú đi ăn Tết không? Không có ai mời. Không có người mời. Người khác ở nhà. Chú không có bạn à? Hả? Chú không có bạn à? Không có bạn đâu, mình không ra không đi đâu. Chị kiểu sai con mình không, con nó không mời đâu. Vâng, chú Sinh mà là nhà, chú già rồi. Nhà khác có rượu khác nhà uống. Chú bảo chú sợ rượu say ấy, họ mời thì chú không dám đi đâu. Không dám đi. Đi rượu say thì không tốt ở tí nào. Không tốt đâu, rượu uống nhiều không thành đâu. Bà con hôm nay ở đây đi đâu hết rồi chú? Hả? Nhân đi, nhân chưa, mình chưa có ở nhà rồi. Hay là đi ăn Tết rồi? Không, có một số đi. Từ hôm làm nhà mới đến giờ, con cái của chú có về thăm chú không? Không có, con gái không về đâu. Con gái không về à? Không về thăm. Con trai không về à chú? Con trai không về đâu. Đi làm rồi. Thì dạ, không về được. Tội chú Sinh quá nhỉ, một mình thì con cái bỏ bê, không quan tâm gì. Bố là có nhà cửa đàng hoàng rồi mà cũng không thấy về thăm nom bố. Ui, con rể chả thêm lên đâu. Con rể dưới tầng ngọc. Vâng, con rể với con gái không thấy qua thăm. Con rể với nó đi đâu, nhà làm ngu rồi. Vâng. Chả thêm lên đâu. Con lâu mới ở nhà cũ thấy nó về thăm. Thường cho tiền bố không thấy nó lên đâu. Mấy năm rồi không thăm chú rồi. Ừ, không thấy lên. Chứ là lâu thì lên. À, lâu lâu thì có về thăm. Con gái đi xe đâu. Con rể nó biết đi. À, con gái chú thì không biết đi xe. Với con gái của chú thì bây đi lấy chồng thì theo nhà chồng rồi. Rồi, theo chồng. Chồng cho đi về thì mới được về thôi. Rồi, nó không cho về không lên nữa đâu. Con gái ở nhà một đứa thôi mà. Bây giờ chú có tuổi rồi thì cứ ở nhà canh quần thôi. Nhà thôi. Thế hôm nào chú chặt cọc để ra vườn trồng rau đi chú. Đó, mình chặt thằng em đâu chặt được thế mà mới chia đây. Mình làm cái chỗ này chứ mình nữa có cho. Đây chú làm chỗ này này. Làm cái này đây. Hôm nọ cháu hỏi rồi. Mình thích
quay chỗ này đây, quay chỗ cái này để làm vườn này. Đúng rồi, cái này mình tự làm đấy, đấy. Trồng ít rau vào. Cây xoài thì cứ để đấy để cho có quả. Để đây thôi, thằng em chuối cũng để đây thôi mà. Cây chuối thì cứ để lấy đây. Quả ăn. Ăn quả đấy. Mình chuối thì trồng một ít chỗ này là đủ ăn rồi. Đủ ăn rồi, cũng có hạt rau mà mình quấn những cái vỏ đi. Vâng. Cây chuối để ăn quả đấy. Nó tự nhiên không thấy có quả đâu. Sa nhân thì vì chỗ này không ẩm ướt ấy, sa nhân nó thích ở chỗ khu vực có khe, có hổm ấy, thì mới có quả. Nhà vệ sinh kia chú có đi chưa, chú Sinh? Chưa nghỉ đi, thế xe măng nó là dính chung vào hết rồi. Nhà vệ sinh mà? Vệ sinh thì nó không, mình không chưa vào. À, sao không đi chú? Nó đi thì sợ nó có xe măng không thủng đâu. À, đi được mà? Ừ. Chú dội nước lọt có chảy không? Không chảy nước vào đâu. Không mà dội nước xem có đi không đâu, cho xem nào. Thì cho nước nó không vào đây. Chảy nước nó không đi á? Không đi đâu. Thì khi nó nước không đi. Chú xem nào, nó có đi không? Không đi mà nó sẽ mang dính xuống đây. Đâu ạ? À? À nước nó như thế đấy chú ạ. À. Nó không đi hết đâu. Đúng rồi. Vào đây chú dội cả xoang này xem nào. Cho xem nào. Đấy, chú Sinh chú bê cả xoong đấy, rội nhiều vào, rội ít quá. Rồi, để nó nhiều hơn rồi. Chú rội hết đi, xem nó có đầy không? Rồi. Nó có đầy không? Không đầy đâu. Đây. Để nó sướng rồi. Chú cứ tưởng là nó hết đúng cái sạch kia á. Chú Sinh. Hả? À? Chú tưởng là nó phải đi hết cái nước trong kia nữa. À. Cái kia không đi hết đâu. Đúng rồi. Nó phải còn một tí đấy. Có một tí nữa. Thế chú cứ đi vệ sinh đi nhá. Đúng rồi. Nhưng đi phải nước dội mạnh vào. Ừ. Hôm nào chú rảnh thì chú lấy cái gì cọ cái xi măng kia nhá. Xi măng ở chỗ bồ cầu ấy. Nó như thế đấy chú ạ. Ồ, hết nước à? Chắc không có nước à? Có. À có mà nhỉ. Có đấy. Như thế thì mình ghé thôi. Vâng. Nó kệ nó chảy một tí chú ạ. Chảy chào cô. Ừ. Chú Sinh bảo là cái vệ sinh của chú không biết đi nước ấy. Yeah. Cái đấy nó phải còn một tí. Có mà. Nó không phải là chảy hết sạch đâu. Đúng rồi. Lúc mình đổ nước nó vẫn phải còn một ít này. Vâng, còn một tí. Nó đọng lại đấy. Okay. Nhưng còn thì có nước sạch thôi, không phải là còn được cái bẩn đâu. Đúng rồi, bẩn thì đi rồi, có một ít sạch. Vâng. Nó đi cái như mình đi vệ sinh đi giải ấy, nó mình dội nước mới vào thì nó sẽ đẩy cái nước cũ đi. Ừ. Thế chú Sinh là chú không biết. Không có thì không biết, không đi đâu thì vẫn không biết đâu. Vâng. Thế chú bảo là không đi cho giật cả mình. Hôm nay trời nắng ấm rồi đấy chú Sinh ạ. À. Năm nay có khi Tết là không biết rét rồi. Đấy, chuột gà chú Sinh phải làm như này thì gà nó mới sống tốt được. Chú Sinh nhớ nhá, tối là chú thả gà nhá. Chập tối thả một chút hoặc là cho nó tự vào. Không, từ ngày mai trở đi là chú không cần rốt đâu. Cứ thả xong rồi tối gà tự vào thôi. Cho nó cứ đưa thả một tí ra cho nó rốt. Bảo rốt lâu quá là không tốt đâu. Rồi, cho nó cứ đi nhặt thức ăn nó tự ăn đấy. Đấy. Mình không phải chăm sóc. Nó còn qua bên sợ nó ra bên thằng bạn đi. Không sợ đâu. Hôm nay cháu Thành cháu có lên nhà chú Sinh và thông báo cho chú là cửa của chú phải giáp Tết mới có cơ. Không phải chú cứ ngóng chờ suốt thôi. Chú bảo cửa nhà chú xong chưa? Rồi. Nhưng cháu Thành thực sự xin lỗi ông bà cô bác và anh chị. Vì nhà chú Sinh giáp Tết lắm rồi. Cửa thì do bên thợ thôi. Bên thợ thì phải phụ thuộc họ. Họ làm cho mình xong lúc nào thì mình mới mang lên nắp được cho chú. Nếu mà đợt này chị Vân mà chị không bị ốm ấy thì cháu Thành cháu đã nhờ anh Tuyển
đóng cửa cho chú Sinh rồi. Chuyển nó lên rong à? Anh Tuyển thì đi Hà Nội chú ạ. Đi về. Ngày hôm nay là anh về, nhưng chắc phải đêm đấy. Nhưng về anh còn lên nhà anh Các phải xây lốt nhà cho anh Các ở. Nhà anh Các anh đã xây xong đâu chú Sinh? Chưa. Chưa xong không là chị Vân ốm đấy à? Chị Vân ốm xong rồi trời mưa. Trời mưa thì mất gần một tuần đấy chú. Mất gần một tuần thì có làm được cái gì đâu. Nếu mà không xây nhà chú thì anh đã xây nhà của anh Các xong rồi. Đúng rồi, cái này xây thì cũng nhanh đấy. Vâng. Nhanh. Thì không ai biết trước là chị Vân bị ốm. Cháu chào chú nhá, chú nghỉ ngơi nhá. Cảm ơn đấy. Vâng. Cảm ơn mà. Cháu đi về đây. Cảm ơn. Bây giờ cháu cũng lên chỗ ông Vân ấy, ông ăn sắn ấy. Vâng, ông ở trên kia. Xem là đợt này ông sống ra sao. Gà cũng thấy to mà chứ nó bảo ông lên trên treo nó cũng không hiểu chứ kia đây. Vâng. Trên nhà đấy. Chỗ mây mù kìa cô bác ạ. Nhà ông Vân ở khu trên đấy. Xem ông đợt này ăn uống có sạch sẽ không. Hôm nọ thì cháu gặp ông Vân ở đường. Ông đi chợ về đi qua nhà cháu. Ông Vân thì đợt này thì béo khỏe ra rồi. Nhưng không biết là ông ở có lộn xộn như ngày trước không. Cháu chào chú nhá, cháu đi nhá. Vâng ạ. Mấy hôm trời mưa đường vào nhà ăn sắn thì vẫn còn dơ lắm, đi lại khó khăn. Ông ơi, cháu chào ông à. Thèm lên à. Vâng. Cháu khỏe không nhá? Vâng. Ông đang làm gì ông? Cũng ăn rồi. À, ông ăn cơm chưa? Ăn rồi. À, ông ăn rồi à? À. À, đợt này ông lấy nhiều củi thế. Nhưng có điểm như điểm tên điện dưới thì mua nhiều đấy. À, ông lấy nhiều đấy. Ông mà không có tiền mua điện thì dùng củi nhiều. À, củi nhiều. Ông còn làm cả cái lán này để che củi cho đỡ ướt. Vâng. Đây, xung quanh là củi hết ông ạ. À. Ông chất như này nguy hiểm quá ông ơi. Nhiều đấy. Nó có cơ cái thì đi hay về bẩn thì tắm vâng à, tắm tháng là lên 9 tháng là lên vâng ạ lên chiêu ngu rắn luôn à con rắn à ông à, bảo nó không cho mình vào đâu chắc rồi ông trồng rau ở đây à ông à. Ông Vân ông rất chịu khó luôn đấy, chẳng thấy ông chịu khó quá đâu cả đâu ông Vân với cái lưới này xong ông trồng rau ở đây. Ông gieo rau gì ông? Đâu? Đây rau này rau à. Ông gieo rau chưa? Ừ. Ông gieo rau gì đấy? Rau ấy. Rau ấy. À rau. Ăn tết rau này to ăn đấy. Vâng. Làm ngu rán ăn đấy. Ông bảo là ăn tết xong là có rau ăn rồi. À. Thế chuồng gà của ông ở đâu? Chuồng gà ấy. Đấy, con đừng có ở. À, chuồng gà bên kia à? Gà không ở à? Dạp đừng có ở. Ông bảo chuồng gà làm đẹp, con gà không ở. Thế con gà của ông ở đâu? Con gà ở đâu? Ở bên kia. Có chuồng không ở, đi ở đây à ông? Ở kia đây. À, ở cây này á? À, ở cây kia. À, con gà của ông thì đi ở búi mai này. Kia đây. Ở trên này nữa à? Đây. À. Ở kia đây. Trên cây cao này á? À.
chưa được đồ đang bán cho rèn đấy. Vâng. Bán ba con. Ba con. Vâng. Bán ba con thì ăn Tết thì bỏ một con. Ông mà ông bán ba con để ăn Tết, với một con để ăn Tết. Nè. Đây là gà của ông đây à? Cứ đủ ăn. Đây gà của ông, gà của ông hết đây à? Gà ấy. Gà? Vâng. Ông còn ông nhiều còn... nhiều đấy. Đây phải gà của ông không? 10. Ông có bao nhiêu con? Gà ấy. Con gà? Vâng, con này này. 13 to. 13 con à? À, 13. Ô ông nuôi nhiều gà trống thế? 5. Nó có gì vậy? Đây con gà này của ông hết à? Đấy. Và hết đấy. À, của ông hết. Bên này nữa à? Con bên này phải gà của ông không? Đúng rồi. Đủ nữa hết rồi. Phải ở dưới này nữa à? Hết rồi. Đây, ở dưới này có một con nữa. Hả? À? Dưới này một con nữa phải không? Phải chứ. Nhưng chưa phải chứ. Đây. Đây, phải rồi. Vâng. Thế ông nuôi nhiều gà trống này à? 1, 2, 3, 4, 5, 6 con à? Đấy con... 6 con gà trống. Hết chưa? Chưa hết. Chưa hết à? Dạ. Có vật con chưa đâu kia. À, ba con đi bên kia nữa. Chưa, cũng là nguồn rắn luôn. Con gà đi sang bên nương để rắn nương á? Con ở đằng kia này. Vâng, gà của ông đẹp thế. Gà của ông con nào cũng con đấy đều đẹp hết này. Gà béo khỏe. Ông Vân có biệt danh là nuôi gà đấy. Một con đâu nữa ông? À, con cũng có rồi. Đây, một con này. À, một con đang đang kia. Đang ấp trứng. Ấp kia. Lâu một tí. Lâu một tí rồi đấy. Vâng, lâu lâu một ăn tí. Ăn Tết xong thì được rồi đấy. À, ăn Tết xong là con gà nó sẽ thì được. Nó sẽ lở ra con gà con. Đấy. Ông nuôi gà giỏi quá. Nhưng ông cho nhiều củi ở đây quá. Ông ạ, nguy hiểm. Thế nhà cửa của ông đợt này có sạch không? Vâng. Nhà ấy. Hử? Nhà của ông ấy. Nhà? Vâng. Hãy thử xem nào. Nhà của ông thì... Đây. Có vẻ là vẫn sạch sẽ hơn ngày trước rồi. Ông không bày dọn linh tinh như ngày trước nữa. Vâng. Vâng. Vâng, nhà cũng sạch sẽ. Không bẩn như ngày trước rồi. Vừa đấy. Sạch một chút rồi. Dù một tí rồi. Vâng. Cái đèn này còn, đèn này còn sáng không ông? Đèn này còn sáng không? Nè. Vâng. Dạ. Tối có sáng không? Tối chỉ sáng. Tối lâu rồi chưa sáng. À. Gà cái, con gà cái thì không tắt. À, cái này vẫn sáng hết. Vẫn sáng hết ông ạ. Thế là cái không tắt. Gà cái không tắt. Vâng. Ông có gì đây? Đây là gạo nếp không? Có mấy. Gạo nếp làm bánh à? Có bánh. Vâng. Nhưng mà nó bỏ nó uống mấy thật khó. Uống ăn. Chừng mưa đô quá chân rồi. Chân quá đi. Không đi không được. Vâng, trời mưa đường trơn quá không đi không được. Kia nằm cả chân rồi, kia đấy. Tết nhà ông bao giờ về? Tết đấy. Chưa về. Chưa về á? Chưa về đâu. Tết đi đâu? Ôi, Tết ở cả hai tràng đấy, một tràng miệng. Tràng Tết. Vâng. Ông có một chậu ngô đây. Từ chậu ngô này ông đang test mà cho gà ăn. Ông năm nay ông có trồng nhiều ngô không? Ngô á. Hai bao. Ông trồng hai bao ngô à? Hai bao đấy. À đấy. Không ăn đấy, bán đấy. À hai bao. À hai bao ngô là để cho gà ăn. Một bao ấy. Vâng, cứ để. À đây một bao ngô nữa. Đây. À ông nhiều ngô đấy. Ngô của ông đợt này đẹp thế nhỉ? À. Đẹp đấy ông ạ. Đẹp đấy. Ông chịu khó ấy. Có lại phân. À phân để cho vào ngô. À.
chưa đủ đấy. À chưa đủ. Chưa đủ. Ăn Tết to nhiều, mua một thỏ. Vâng ạ, ăn Tết xong là mua một bao nữa. Một bao là cũng đủ. Vâng. Đằng sau đồi nhà ông là họ trồng quế hết rồi. Mấy năm trước là cháu thấy là họ trồng sắn. Đằng sau này ông, họ trồng quế rồi. Quế á? Vâng. Thấy cái quế đấy. Ừ. Ông Bần có đàn gà con này. Đàn gà con này đàn có 3 con này hả ông? 3 con. 3 con bé. 3 con bé. 1 con gà mẹ, 3 con gà bé. Vâng. Ông có mấy ổ như này? Ông có mấy đàn như này ông? Đã. Ông có mấy đàn gà như này? Gà? Vâng. Ừ, ác đấy. Ác á? Có 3 con đấy, ác đấy. Này, có ác luôn. Cháu Thành thì không biết tiếng của ông thì cháu Thành nói cho lúc ông không hiểu. Ông nói thì cháu Thành cũng không hiểu. Hôm nay lên đây thấy ông khỏe mạnh, nhà cửa ông sạch sẽ như thế là cháu Thành vui rồi. Với xung quanh thì ông nhiều củi lắm. Mình ông vác những cái củi này về thì chắc phải hàng tháng à, một tháng ấy mới hết, mới được bằng này củi ấy. Ông một tháng. Ông có biết chú Sinh gì kia không? Ừ? Chú Sinh ấy. Tinh á. Chú Sinh. Tinh á. À, đúng rồi, Sinh ở ngã ba ấy. Nhầm ở ban á. Không. Cái chú ở cái nhà ở dưới chỗ nhà chú Ú đây này, biết không? Cái chú ở một mình ấy. Chú á? Nhà kia. Vâng, nhà vừa xây ấy. Nhà vừa xây á? Vâng. Nhà xây gạch bao bánh ấy. À. Chú ơi, lấy quả. À không. Nếu không biết. Anh kia. Vâng. Bây giờ cháu nói thì ông thì không hiểu cháu nói gì. Hiểu á? Nói à? À không phải uống rượu ông ạ. Hôm nay cháu lên đây cháu thấy ông khỏe là cháu vui rồi, với nhà cửa ông sạch sẽ rồi. Đúng rồi. Bao giờ ông đi chợ mua thịt ăn Tết ông? Mua thịt, cái lần thịt cá. Cả cá ngon. À thịt cá à? Cá ngon. Cá khô. Cá khô ông không ăn được đâu, ông không có răng này. Đấy, ăn cá không ăn được rồi. Ông ăn thịt mỡ thôi. Ăn mua cá không ăn được. Vâng. Bao giờ ông trồng ngô cho gà? Thế thôi cháu chào ông nhá. Yeah. Gần Tết cháu mang quà lên cho ông. Quà? Vâng. Ngô có. Vâng. Hai ngày. À. Mười hai ngày rồi thu năm đây. À thứ năm là lấy quả không? À, thứ năm mình lấy quả. Quả ủy ban à? Quả ủy ban. Thế thôi cháu chào ông nhá, cháu đi về đây. À. Cháu đi về nhá. Vâng. À, chúc ông sức khỏe nhá. Vâng. Bé. Hôm nay cháu có lên nhà chú Sinh, cháu có báo cho chú Sinh là vài hôm nữa chú mới có cửa. Năm cũ thì sắp qua rồi, năm mới thì sắp đến rồi. Cháu Thành lên có xem là nhà ông Vân, biệt danh của ông là ông Ăn Sắn, xem nhà cửa của ông có sạch sẽ không. Thì hôm nay cháu Thành có lên thì cháu Thành có xem thì nhà cửa của ông thì có sạch sẽ. Và một điều là cháu Thành rất là khâm phục ông nữa. Xung quanh nhà ông thì ông lấy rất là nhiều củi luôn. Nhiều củi hơn từ trước đến giờ ấy. Trước đến giờ thì chưa thấy lần nào là ông lấy nhiều củi như thế. Và ông có cải tiến thêm rồi, ông có trồng rau, ông có vây lại, ông trồng giáp chỗ cái tét nước của ông, và ông
Vâng, ông rất là tài giỏi luôn. Ông có đàn gà rất là đẹp luôn đấy. Ông cứ năm này sang năm khác là giống gà của ông thì cứ nối tiếp như thế. Ông còn bảo nhiều gà quá, ông còn bị họ trộm ăn cắp ấy. Ông còn bán là khá là nhiều rồi, ông bảo thế. Ông bảo cứ mỗi lần chợ là đi mà không có tiền thì ông có mang gà đi bán để mua mắm muối mì chính để dùng. Ông Vân ngày trước thì chưa gặp cháu Thành và cháu Cói thì ông cứ sống gọi là không cần biết là sự đời ấy, ông cứ nằm bệt một chỗ thôi. Nhưng đợt này là thấy ông còn khỏe và béo ra và ông rất là chịu khó. Cháu Thành xin cảm ơn các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đã quan tâm đến ông Vân. Nếu không có những tấm lòng vàng như các cô các bác thì không biết là những mảnh đời bất hạnh trên chỗ cháu Thành thì không biết cuộc sống họ sẽ ra sao. Cảm ơn ông bà, cô bác và anh chị rất là nhiều. Cảm ơn khán giả, mọi người đã tin tưởng luôn đồng hành cùng cháu Thành. Hôm nay video đến đây thôi. Cháu Thành xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác trong những tập tiếp theo trên kênh Thành Mai Tây Bắc.